Nào, bây giờ chúng ta hãy nói về một trong những định lý nổi tiếng nhất trong toán học nhé, đó là định lý Pythagore hoặc là Pythagorean Theorem. Đó là tiếng Anh của định lý Pythagore. Định lý này nói về tam giác vuông, là một tam giác vuông có một góc 90 độ. Ở đây là góc vuông của chúng ta. Nếu bạn chưa bao giờ nghe về góc 90 độ bao giờ thì có nghĩa là, thì ở đây là đường nằm ngang 100% một đường dọc 100%, nó sẽ tạo ra một góc vuông 90 độ hoặc là một góc vuông. Và ở trong định lý Pythagore này liên quan tới góc vuông ở đây. Góc vuông ở đây. Mà góc vuông ở đây là cái góc mà nó có độ mà có số đo là 90 độ và mối quan hệ của các cạnh xung quanh của chúng. Ví dụ ta có cạnh này là B, cạnh này A, B, C, ta có ba cạnh. Ví dụ ta có và cạnh C ở đây là cạnh đối diện với góc 90 độ. Nó rất là quan trọng để bạn chú ý về phần này nhé. Định lý Pythagore nói cho ta rằng là khi và chỉ khi là tam giác vuông thì ta có B bình A bình cộng B bình sẽ bằng C bình. Sẽ bằng C bình. Và mình có thể sử dụng cái thông tin này để mình cho bạn thêm một cái định nghĩa nữa. Cái cạnh mà đối diện với góc 90 độ là C trong hợp này là cạnh huyền. Nó là một cái từ rất là văn hoa nhưng mà chỉ là một ý nghĩa rất là đơn giản, là cái cạnh đối diện với lại góc vuông, đó là cạnh huyền. Nào hãy sử dụng bây giờ chúng ta hãy sử dụng cái định lý Pythagore này nhé. Giả sử mình có một cái tam giác vuông. Có một cái tam giác vuông ở đây. Ở cạnh bên này là 9. Ở và cạnh bên này có số đo là 7. Vậy thì cái cạnh này có số đo là bao nhiêu? Mình đặt cho nó là C nhé. Trong trường hợp này C là chính là cạnh huyền, cạnh lớn nhất trong tam giác. Vậy thì ta có tổng của bình phương của từng cạnh, còn lại thì sẽ bằng C bình. Như vậy là 9 bình cộng cho 7 bình sẽ bằng là C bình. 9 bình sẽ là 81 và 7 bình sẽ là 49. 80 cộng 40 là 120, 1 cộng 9 là 10. Như vậy 130. Vậy tổng tổng của nó là 130. Vế trái là 130. Và 130 sẽ bằng C bình. Vậy C sẽ bằng bao nhiêu? Để mình viết lại ở đây. C bình sẽ bằng 130. Hoặc là C sẽ bằng căn bậc 2 của 130. C phải là dương, tại vì cái này là độ lớn, số đo của độ dài nên nó luôn luôn dương. Để mình tách cái này ra thì là 130 sẽ bằng 2 nhân cho 65. 65 sẽ bằng 5 nhân cho 13. Vậy C sẽ bằng một căn của 130. Hãy bây giờ hãy làm thêm một ví dụ nữa để mình giữ cái công thức định lý ở đây để mình dễ nhớ nhé. Ví dụ ta có thêm một cái tam giác ở đây nữa. Đây là góc vuông của nó. Ta có cạnh bên này là A. Ta có cạnh bên này là 21. Và ta có cạnh bên này là 35.
Vậy thì bây giờ A của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Cái cạnh 35 bây giờ là cạnh huyền, cạnh lớn nhất của tam giác. Bởi vì nó đối diện với góc A, góc góc 90 độ. Như vậy là A bình cộng cho cạnh còn lại mà không phải dài nhất, đó là 21 bình, sẽ bằng là 35 bình. Bạn phải luôn nhớ nhé. C bình ở đây tức là cái cạnh dài nhất, là cạnh huyền trong tam giác vuông, cái cạnh mà đối diện với cái góc 90 độ. Đây là cái cạnh đối diện với góc 90 độ. Vậy chúng ta sẽ có gì ở đây nào? 21 bình. Mình rất muốn sử dụng máy tính nhưng mà để thôi, để tính nhẩm nào. 1 nhân 21 là 21. 2 nhân 21 sao? 20, 42. Vậy sẽ là 441 với 35 bình. 5 nhân 35 sẽ là 5, 2, 3 x 5 15 cộng 2 là 17, là 175. Để số 0 ở đây. 3 x 5 là 15. Nhớ 1. 3 x 3 cộng là 9 cộng 1 là 10. Là nếu vậy là đây là 5, đây là 2. Nhớ 1, để đây là 2 và để 1. Người ta có là 1.225. Vậy A bình của chúng ta sẽ là bằng cộng cho 141 cộng cho 1.225. Bây giờ ta trừ 441 cho cả hai vế. Vế bên trái của ta sẽ chỉ còn lại là A bình. Vế bên phải của ta còn lại là 5 trừ 1 là 4. 2 trừ 4. Để mình viết lại cho nó gọn trừ cho 441. Vế bên trái là còn lại là A bình. Vế bên phải là 5. 2 không lớn hơn 4 nên ta phải nhớ 1. Ta mượn 1 là 12. Và 2 ở đây nó sẽ thành còn 1. 1 không lớn hơn 4 được nên ta cũng phải mượn 1. Nên nó sẽ là 11. 5 trừ 1 sẽ bằng 4. 12 trừ 4 sẽ là 8. 11 trừ 7 trừ 4 sẽ là 7. Như vậy là A bình sẽ bằng 784. Vậy là ta có thể viết A sẽ bằng là căn bậc 2 của 784. Một lần nữa thì mình rất muốn sử dụng máy tính nhưng mà thử nào. Bây giờ hãy thử tính nhẩm. 2 784 sẽ bằng 2 nhân cho 392. Và tiếp tục nè, 392 sẽ bằng là 2 nhân cho 78. À không phải, 196. Thì 196 sẽ bằng 2 nhân cho, để cẩn thận nó không mắc lỗi nè, sẽ bằng 98. Hãy tiếp tục nào. 98 sẽ bằng 2 nhân cho 49. Bằng 49. Và đương nhiên chúng ta biết là 49 sẽ bằng bao nhiêu rồi. 4, 4 số 2, như vậy là 2 mũ 4 là 14 nhân cho 49. Vậy ta có là 4 nhân cho 7 28. Vậy A của chúng ta sẽ bằng là 28. Cạnh bên này của chúng ta sẽ là 28 nhờ vào định lý Pythagore. Giờ hãy làm thêm một ví dụ nữa nhé. Không bao giờ là thừa.
Luyện tập không bao giờ là thừa nhé các bạn. Đây, đây là cái góc vuông của chúng ta. Bên này là 24, bên này là 12, còn lại là đây là B. Nào, bây giờ hãy xác định cạnh huyền của chúng ta. Đó là cái cạnh mà đối diện với góc vuông. Bởi vì nó đối diện với góc vuông nên nó là cạnh dài nhất, nó là cạnh huyền. Đây chính là cạnh huyền của chúng ta. Vậy thì B bình cộng cho 12 bình. B bình cộng cho 12 bình sẽ bằng cái cạnh huyền bình phương, đó là 24 bình. Vậy bây giờ mình phải trừ 12 bình cho hai vế. 24 bình trừ cho 12 bình. Căn của 22 bình trừ cho 12 bình. Giờ chúng ta hãy sử dụng máy tính nhé. Ta có là căn của 24 bình cộng trừ cho 12 bình sẽ bằng cho là 20.78. Nào hãy khoan lấy căn nhé. Nó sẽ bằng là 432. B của chúng ta đã căn của 432. Nào hãy tách ra từ từ nhé. Để nó khỏi ra các số thập phân. Như vậy là 2 nhân cho 216. Coi có cái này có 216 có phải là không lấy căn được. Số xấu quá. Nào, chúng ta hãy tách từ từ ra. 2 nhân cho 108. 108 là 4 nhân cho 27. 27 tức là 9 nhân 3. Ta có 2 nhân 4, đây là 16. 16 nhân 3 nhân 9. Nhân 9 nhân cho 3. Đúng rồi. Nó là 432. Vậy B của chúng ta sẽ bằng là căn của 16 nhân 9 và nhân cho 3. Nó sẽ bằng là 4. Căn của 9 là 3 và nhân cho căn 3. Vậy là 12 căn 3. B sẽ chúng ta là 12 căn 3. Hy vọng bạn thấy cái này có ích.